tiết mục tiếng thơ. Chào các bạn. Trùng thơ đêm nay mở đầu với sáng tác của các nhà thơ sống và viết ở miền Nam trước năm 1975. Tiếp đó là trò chuyện với dịch giả Thúy Toàn và trang thơ nước Nga. Thưa các bạn, theo nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc, hiện đang sống và làm việc tại Australia, thì chủ nghĩa cá nhân trong thơ mới đầy tự tin và tự hào. Còn chủ nghĩa cá nhân trong sáng tác của các nhà thơ miền Nam giai đoạn 1954-1975 phải chăng hơn? Cái tôi cá thể được hiểu như một cái riêng chứ không phải một cái khác, càng không phải là một cái gì lớn lao tuyệt đối. Nhà thơ không còn là con chim đến từ núi lạ như trong thơ Xuân Diệu, mà chỉ là một con chim bói cá lặn tìm vuông đời mình trong thơ Du Tử Lê. Một trong những gương mặt đầy cá tính của thơ miền Nam giai đoạn này là Bùi Giáng. Ông sở hữu giọng thơ lục bát, mềm mại, luôn sáng tạo phá cách, đặc biệt về sau này. Bài thơ Anh về Bình Dương có lẽ thuộc giai đoạn sáng tác ban đầu của nhà thơ Bùi Giáng, tuy vẫn vương chút ngậm ngùi nhưng bao trùm là sự trẻ trung ấm áp, chưa nặng trĩu nỗi buồn về sau, khi được coi là thi sĩ kỳ dị hay điên rực rỡ như ông tự nhận. Nghệ sĩ Tố Hoa ngâm bài thơ này. Anh về đất rộng Bình Dương, trái cây và lá con đường cỏ xanh, môi người nắng ngọt vây quanh, nụ cười Nam Việt yên lành bấy nay. Em về đầy mộng lên vai, chào xuân ngả non à, à bụi ngày gió ru. Mừng vui con mắt ngây thơ, mây nghiêng như lệ pha mờ chiếm bao. Yêu nhau cảm động dường nào, anh về đất rồng cúi chào Bình Một gương mặt nhà thơ, nhà giáo tiêu biểu của văn học miền Nam trước năm 1975 là nhà thơ Đông Hồ. Ông sinh năm 1906 ở Kiên Giang, là thành viên của nhóm Hà Tiên Tứ Tuyệt, xuất hiện từ thời kỳ thơ mới, có những đóng góp bền bỉ cho việc nghiên cứu tiếng Việt, từng phụ trách bộ môn văn học miền Nam ở Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Ở bài thơ Mua áo của nhà thơ Đông Hồ mà các bạn nghe sau đây, cái tôi trữ tình dịu dàng ấm áp trong từng lời thoại nhẹ nhàng mà răng mắc yêu thương. Rộng hẹp tay anh bồng ẵm đó, ngắn dài người mới tựa bên vai. Từ câu chuyện chọn áo mua áo đã chuyển sang câu chuyện của tình yêu, của nỗi niềm âu yếm tự lúc nào. Giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên thể hiện bài thơ này. Chiếc áo năm xưa đã cũ rồi, em đâu còn áo mặc đi chơi. Bản thơ nhân dịp anh ra chợ, đành gửi anh mua
chiếc mấy thôi. Hàng bông mai biết màu em thích, màu với hàng em đã dặn rồi. Còn thước tóc quên em chưa bảo, kích tùng bao rộng vạt bao dài. Ô hay, nghe hỏi mà yêu nhì, thước tóc anh còn lựa hỏi ai. Rộng hẹp tay anh bồng ấm đó, ngắn dài người mới tựa bên vai. Sinh ra ở Hà Nội, từng du học ở Pháp và nhiều năm sống ở Sài Gòn bằng nghề dạy học. Đó là đôi nét về nhà thơ Nguyên Sa, tác giả của nhiều bài thơ lãng mạn được phổ nhạc, làm vương vấn trái tim bao chàng trai cô gái tuổi đang yêu như Áo lụa Hà Đông, tuổi 13, tháng 6 trời mưa, Paris có gì lạ không em. Giọng thơ ông nhẹ nhàng, trìu mến, mang hồn đất Bắc, lại có cái thanh thoát lịch lãm của kẻ sĩ du học ở kinh đô ánh sáng. Với Áo lụa Hà Đông, có thể coi đây là áng thơ được biết đến nhiều nhất, tôn vinh vẻ đẹp của lụa Hà Đông, vẻ đẹp của con người và thiên nhiên mùa thu đất Bắc qua cái nhìn hồi nhớ của người ở phương Nam. Bao năm đã trôi qua, nhưng tiếng thơ vẫn vẹn nguyên niềm thủ thỉ, âu yếm, dịu dàng. Nghệ sĩ Minh Phúc ngâm bài thơ này. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn, mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, bay vội vã vào trong hồn mở cửa. Gặp một bữa anh đã mừng một bữa, gặp hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn. Thơ học trò anh chất lại thành non, và đôi mắt ngất ngây thành chất rượu. Em không nói đã nghe từng giai điệu, em chưa nhìn mà đã rồng trời xanh. Anh đã trông lên bằng đôi mắt chung tình, với tay trắng em vào thơ diễm tuyệt. Em chợt đến chợt đi anh vẫn biết, trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu. Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. Để anh dần mắt anh nhìn vùng dài, dần thơ anh đã nói chẳng nên lời. Em đi rồi sám hối chảy trên môi, những ngày tháng trên vai buồn bỗng nặng. Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hồ anh màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, giữ hồ anh bài thơ tình lụa trắng.
Các bạn thân mến, nếu như những bài thơ chúng ta vừa nghe cùng mang âm hưởng dịu dàng, thì ở bài thơ Đàn bà là mặt trời của nhà thơ Nhã Ca lại là một giọng điệu khác thể hiện tiếng nói nữ quyền mạnh mẽ. Nhà thơ Nhã Ca tên khai sinh là Trần Thị Thu Vân, sinh năm 1939 tại Huế, đến năm 1960 vào Sài Gòn và bắt đầu sự nghiệp viết văn, hiện sống và viết tại Mỹ. Đọc những sáng tác của nhà thơ Nhã Ca có thể nhận thấy lối viết như của bà khá phổ biến trong thơ của một số cây bút nữ hiện nay. Mời các bạn nghe bài thơ Đàn bà là mặt trời qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Hương Dung. Vườn hoa nào cũng có trước mặt chúng ta, mùa xuân nào cũng nở cho ta những bông hồng. Hỡi các chị, chúng ta đều đẹp như mặt trời, tinh khiết như bình minh. Vì chúng ta làm ra ái tình, ra hoa lá và sự sống trên trái đất. Những người nam đã tán tình chúng ta, và chúng ta đã chọn cho lòng mình một ông vua trong những người nam đã gặp. Hỡi các chị, hãy đến gần tôi coi, đến gần tôi và cùng rực rỡ. Chúng ta đã tạo một thiên đường, đã tạo nên nhiều vị vua, bởi chúng ta đẹp đẽ và xinh tươi, vì những ham muốn đã tắm rửa cho chúng ta. Xôi chúng ta nóng bỏng như lửa, và lửa từ mặt trời xinh đẹp. Chị có đôi mắt sâu như giếng nước phương Nam, chị có tóc muôn đen như dòng sông đêm Ai Cập, chị có lòng nồng nàn dữ dội như biển Đông. Chị có ái tình ngọt như mật ong, tôi sẽ tới van xin các chị, nài nỉ các chị cho tôi mượn tất cả, để tôi khoe với chàng, đem tới cho chàng để chàng nâng niu, coi tôi như công chúa. Chúng ta mỗi người phải là một công chúa. Người đàn bà nào cũng đẹp, mùa xuân và hoa hồng đều nở vì chúng ta. Chúng ta hãy ban phát ái tình cho thiên đàng của chúng ta tươi tốt mãi. Chúng ta mua từ núi cao những màu xanh rất non, mua từ rừng những lá cây rất vàng, mua từ đất những giếng nước rất ngọt, và từ biển trân châu cùng ngọc bích, để trang điểm cho chúng ta đẹp đẽ. Chúng ta góp sông, núi đồi trên thân thể và rừng trong tóc. Tôi sẽ hỏi mượn các chị mọi thứ xinh đẹp và nóng bỏng. Tôi sẽ gõ các cánh cửa im lặng thật nhẹ, để chàng kinh hoàng nhận ra tôi. Hỡi các chị,
chúng ta sẽ nối tiếp nhau đẹp mãi. Các bạn vừa nghe một số sáng tác của các nhà thơ miền Nam trước năm 1975. Góc thơ dịch. Thưa các bạn, một trong những người gắn bó sâu nặng với văn học Nga, góp phần không nhỏ chung sức xây dựng chiếc cầu hữu nghị văn hóa Nga-Việt là dịch giả Thúy Toàn. Tình yêu tiếng Việt và văn hóa Việt, yêu tiếng Nga và văn hóa Nga đã giúp ông giữ được sự thủy chung và nhẫn nại, theo đuổi đam mê của mình, mang thơ Nga, tâm hồn Nga đến với độc giả trong nước. Kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga cũng là dịp ông trải lòng về tình yêu lớn của đời mình. Cuộc trò chuyện giữa biên tập viên tiếng thơ với dịch giả Thúy Toàn chia sẻ với chúng ta một số nội dung về đời sống thơ Nga hiện nay. Thưa dịch giả Thúy Toàn ạ, nhiều năm dịch thơ Nga cũng như là trở đi trở lại đất nước này thì dịch giả Hoàng Thúy Toàn có thể chia sẻ thêm những cái thông tin mà ông nhận được từ cái đời sống thơ của Nga hiện nay. Tôi nghĩ rằng là dân tộc ta với lại dân tộc Nga có chung một cái tình yêu đối với thơ ca. Và ở Nga thì nó đã trải qua rất nhiều cái sự tìm tòi về những cái mới cho thơ, nhất là vào những cái thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20 là cái thế kỷ bạc, thì Nga cũng chịu ảnh hưởng của phương Tây, đưa các chủ nghĩa vào, chủ nghĩa tượng trưng, chủ nghĩa đỉnh cao, vân vân. Thế rồi là các hình thức bậc thang như là của Mayakovsky chẳng hạn. Đến cái lúc ý, tự nhiên nó sinh ra một cái thể loại động viên quần chúng. Cho nên đọc thơ bậc thang của Mayakovsky có một sức mạnh, một sức cổ động rất lớn của quần chúng nói chung. Rồi đến sau này thì chúng ta lại thấy thế này. Có những cái người ta thí nghiệm nhưng mà lúc bây giờ không ai chấp nhận. Ví dụ như Yesenin chẳng hạn, là đi vào một cái mảng là viết về nông thôn, viết về tâm tư tình cảm của người nhà quê Nga, của cánh đồng Nga, của nông thôn Nga, của rừng bạch dương, của ruộng lúa mì Nga. Thì có lúc cho là ông này buồn, nhưng bây giờ tự nhiên thấy là ông ấy diễn tả được, ông ghi lại được tất cả cái tâm tư tình cảm, tâm trạng của con người Nga lúc đấy. Vấn đề nó là thế. Các nhà thơ Nga cũng như là các nhà văn nói chung là vị nhân sinh vì cái chung, vì nhân loại, vì hạnh phúc chung. Sau này, từng giai đoạn một thì phải nói là Liên Xô, giai đoạn chiến tranh vệ quốc chẳng hạn. Ai cũng phải thừa nhận rằng là không có một cái nền thơ thế giới nào có nhiều tác phẩm hay đọng lại trong lòng người đọc như là những bài thơ viết về chiến tranh vệ quốc. Và sau này, khi mà Liên Xô sụp đổ, thì phải nói rằng có những lúc cái tâm trạng đó là nó hoang mang, nó buồn. Nhưng người ta vẫn tìm cái chiều sâu của tâm hồn Nga ở đây. Người Nga không làm thơ để bán, mà làm thơ để diễn đạt tâm tư tình cảm của mình và của thời đại mình. Chính vì thế cho nên nó sống lâu, nó đọng lại được, bởi vì nó ghi lại được cái thời khắc lịch sử vừa qua. Ngoài những tác giả thơ của thế kỷ 19, của thế kỷ 20, nếu như lấy một cái mốc là những cái năm 90 trở lại đây chẳng hạn, với cái khoảng thời gian đó thì dịch giả Thúy Toàn chú ý tới những gương mặt thơ ca nào của Nga? Trong giai đoạn này có những tài năng nổi bật. Thí dụ như Brodsky. Brodsky trở thành là nhà thơ Nga-Mỹ đấy, được giải thưởng Nobel đấy. Brodsky ở Việt Nam là cũng không phải nhiều người dịch. Bởi vì để mà hiểu thấu một nhà thơ, hiểu thấu cái giá trị sáng tạo của người ta là khó. Với bản thân dịch giả Hoàng Thúy Toàn thì sao ạ?
Tôi thì thường xuyên phải tìm hiểu thôi. Cũng thí nghiệm dịch một vài cái, nhưng mà theo tôi thì chưa thành công. Bởi vì là giới thiệu một tài năng thơ khó lắm. Bản thân ông đã có cái sự tìm hiểu và đi sâu vào những nhà thơ nào của Nga ạ? Nếu mà thế kỷ bạc thì tôi thì không dám đi vào những cái người mà rất khó. Thí dụ như là Marina Tsvetaeva, tôi chỉ dịch có vài bài. Anna Akhmatova cũng có vài bài. Nhưng tôi rất thích một nhà thơ là Sergei Ranin, nhà thơ Xô Viết. Nhưng mà đùng một cái thì ông đi nghỉ ở Phần Lan. Và lúc đó là Lenin tuyên bố Phần Lan là được tự quyết. Thế là ông ấy thành ra là ở nước ngoài. Sau là ông cứ lang thang ở ngoài. Ông ấy chết ở Tali. Thế nhưng mà cái hồn Nga ở ông này cao lắm. Lạ lắm, có những bài thơ rất lạ. Thế còn đến những năm 60, 70 thì có Vysotsky. Cái tài năng đặc biệt lắm. Con người hy sinh hết cho thơ ca. Bởi vì ông ấy sáng tác nhạc, viết ca từ để phổ nhạc. Rồi lại trình bày trên sân khấu với một cái giọng hát đặc biệt, giọng khàn khàn. Ông này chết trẻ lắm. Ông Rutsop cũng thế. Cho nên tôi có ra một cái tập gọi là Những Ngôi Sao Băng. Là những nhà thơ bay qua bầu trời Nga như là những ngôi sao băng. Thưa dịch giả Thúy Toàn ạ, bây giờ mà kể về những kỷ niệm, những gương mặt thơ Nga, rồi những kỷ niệm gắn bó trong cái quá trình dịch thơ thì hẳn là rất là nhiều kỷ niệm. Bản thân dịch giả Thúy Toàn thì có cái niềm tin như thế nào về thế hệ dịch giả trẻ ngày hôm nay? Tôi nghĩ rằng là thế hệ trẻ thông minh lắm, nhiều tài năng, nhiều khả năng, nhiều điều kiện. Bây giờ thêm cái tình yêu nữa với lại thơ Nga nữa thì tôi chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp nối có những đội ngũ dịch thơ Nga phải cảm, phải thích đến nơi đến chốn, tìm hiểu rất kỹ. Và nếu đi sâu vào tìm hiểu một cuộc đời một nhà thơ đến nơi đến chốn, mỗi một lần lại phát hiện ra những cái mới. Cảm ơn dịch giả Hoàng Thúy Toàn với những câu chuyện rất là thú vị vừa rồi ạ. Thưa các bạn, mong muốn khám phá vẻ đẹp chiều sâu của ngôn ngữ Nga nên dịch giả Thúy Toàn luôn cặm cụi với những bản dịch thơ, đem đến cho người yêu thơ những bản dịch chất lượng, công phu, vừa sát với nguyên gốc, vừa không làm mất đi chất thơ và nét riêng của tác giả. Ở bản dịch bài thơ, những bóng hình xam xám lẫn vào nhau của nhà thơ Fedo Chữ Chép, dịch giả Thúy Toàn đã thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc nội tâm, đặc biệt lưu ý đến sự chuyển động của hình khối, màu sắc, âm thanh, ánh sáng. Giọng ngâm thanh tâm thể hiện bài thơ này. Những bóng hình xam xám lẫn vào nhau, sắc màu phai, âm thanh im ắng cả. Mọi chuyển động, cuộc đời đều ngừng trệ. Trong tiếng ầm ĩ, tôi sang u minh. Nghe đâu đây tiếng sải cánh vô hình, con bướm nhỏ trong trời đêm tĩnh mịch. Ôi giờ khắc vương nỗi sầu ra diết. Tôi hòa trong vạn vật, vạn vật ở trong tôi. Hãy chảy vào sâu thẳm tâm hồn tôi, hỡi bóng đêm âm u và tịch mịch
âm u hương thoảng mát, hãy chùm lên vạn vật dẹp ô sầu. Hãy ngập tràn tình cảm ở thâm sâu, bởi màn sương tự quên mình tất thầy. Cho được nếm sự diệt vong hủy hoại, hòa quyện cùng thế giới lần vào mơ. Phong phú đa dạng về hình thức thể hiện, thơ ca Nga luôn nặng một tình yêu tổ quốc. Tình yêu ấy thật tự nhiên, thấm vào từng nhịp thở, từng tế bào, có thể bùng lên ở bất cứ hoàn cảnh nào. Bài thơ ở đây của Swarovski qua bản dịch của dịch giả Thái Bá Tân là một ví dụ. Ở nơi đây rất xa tổ quốc, chợt nghe từ cánh đồng bên đường, thoảng một mùi mùa xuân quen thuộc, một mùi gì rất quê hương. Nỗi nhớ đã được khơi nguồn như thế. Mời các bạn nghe qua giọng đọc Ngọc Thọ. Ở đây, nơi rất xa tổ quốc, chợt nghe từ cánh đồng bên đường, thoảng một mùi mùa xuân quen thuộc, một mùi gì rất quê hương. Ừ, mùi đất, mùi tuyết tan, và thật lạ, hình như cả mùi một loài hoa. Bình thường thôi, không tên, nhỏ bé, mà ta thấy nhiều ở quê nhà. Và bỗng chốc, thật bất ngờ, ta nghĩ như khắp nơi tất cả sống yên lành, không khoảng cách, không tháng năm, không vũ khí, không cả bọn người gây chiến tranh. Rất ngạc nhiên, ta lắc đầu, không lẽ một nơi xa nào đấy ở nhà, các bà vợ thiếu ta cứ già đi như thế, và con lớn dần không cha. Các bạn thân mến, thời lượng cho tiếng thơ đến đây là hết. Biên tập viên Anh Thư, phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tuấn Sơn xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Ôi bà ơi, đi đâu mà phấn khởi thế? À, tôi vừa đi khám sức khỏe về. Dạo này chỉ số đường huyết của tôi hạ và ổn định rồi, người khỏe hẳn ra không ạ? Tôi cũng mới bị tiểu đường nên lo quá, sợ biến chứng lắm bà ạ. Nào mắt này, thận này, tim này, ui sợi. Thế ông dùng TDK đi. Từ lúc tôi uống thêm TDK, đường huyết và chỉ số HbA1c đều giảm, yên tâm hẳn, đỡ lo bị biến chứng ghé thăm ông ạ. TDK à? Phải rồi, ông mới bị nên uống TDK luôn đi, vừa giúp hạ đường huyết vừa phòng ngừa biến chứng. Ông nhà tôi có nguy cơ mắc tiểu đường nên cũng uống luôn để phòng ngừa. Ôi hay quá, nghe bà nói tôi phải đi mua TDK ngay thôi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe TDK gồm các thảo dược tự nhiên như khổ qua, dây thiều canh, tảo spirulina. Nghiên cứu cho thấy TDK giúp hạ và ổn định đường huyết, giúp giảm chỉ số HbA1c, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. TDK dùng cho người bị tiểu đường và người có nguy cơ cao mắc tiểu đường. TDK ổn định đường huyết, phòng ngừa biến chứng. Điện thoại 1900 6436. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thank you.
mục tiếng thơ. Chào các bạn, trang thơ Mùa Thu Cách Mạng sẽ mở đầu tiếng thơ đêm nay. Tiếp đó là cuộc trò chuyện với nhà thơ Lê Đức Nghinh về hành trình tri ân tháng 7 và phần thơ tác giả tự đọc. Mời các bạn theo dõi. Có một suối thơ chảy như gần gũi, ra xa xôi và lại đến gần quanh. Một suối thơ lá ngọt với hoa lành, nói trong xóm và giỡn cười dưới phố. Khi viết những câu thơ này vào tháng 8 năm 1946, nhà thơ Xuân Diệu cũng như nhiều văn nghệ sĩ khác đều hồ hởi nồng nhiệt, mong muốn đem hết sức khỏe vật chất và tinh thần phục vụ cách mạng, phục vụ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa còn non trẻ. Suối thơ mà ông nói thực sự là một nguồn thơ mới, nguồn cảm hứng mới, đưa bao người từ thung lũng đau thương đến cánh đồng vui, như chia sẻ của nhà thơ Chế Lan Viên. Mùa thu trong thơ Xuân Diệu sau cách mạng là mùa xuân. Ông đã viết trong bài Nhớ Mùa Tháng 8. Và từ ấy trên thời gian to rộng, thu Việt Nam có nghĩa một mùa xuân. Mời các bạn nghe một đoạn trích từ bài thơ này qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Tuyết. Và từ ấy, trên thời gian to rộng, thu Việt Nam có nghĩa một mùa xuân. Trăm năm sau, nghe tháng 8 gần gần, toàn dân lại nhớ tình dân mới bên. Nhớ tự do đầu đó vàng ước hẹn, sao giấc thu vàng trong sáng như gương. Đó giấc xuân thơm rực máu bông hường, ngày khởi nghĩa để tháp ruộng ngây ngất. Nhớ tất cả năm Cộng Hòa thứ nhất, như lá vàng cũng có nghĩa là vui, như mưa ngâu giường có vị ngọt bùi, như lụt lội chỉ tại lòng tràn ngập. Hà Nội thủ đô Cộng Hòa độc lập, nhớ thương ôi ngày mới tuổi hoa bay. Chính quyền về đầy dẫy những bàn tay, khiến chân đảo khiến người say nhớ lắm. Tất cả nhớ quây quần tháng tám, như bướm điên mê khướt một đài hoa. Lòng tiết trinh vui trong tiệc sáng loài, tình nguyên thủy vẫn hãy còn run dậy. Thuở ban đầu dân quốc ấy, nghìn năm chưa dễ mấy ai quên. Mùa thu cách mạng năm 1945 đã mở ra những mùa thu mới cho dân tộc, cho thơ ca, cho tâm hồn con người.
Đó là mùa thu có tính lịch sử, tính văn học và tính mỹ học, là mùa thu mới trong sáng tác của nhà thơ Tố Hữu. Mùa thu đó đã bắt đầu trái ngọt và bắt đầu nở rộ những vườn hoa. Nhiều mùa thu đã đi qua với những câu chuyện khác nhau, song buổi ban đầu lưu luyến ấy vẫn luôn cần được trân trọng, giữ gìn trong thơ ca và trong cả cuộc đời. Ngày mỗi ngày, từng chiếc lá tre xanh đã mọc lên quanh những làng kháng chiến. Ngày mỗi ngày, từng miếng đất cỏ xanh đã lật lên dưới lưỡi cày mới luyện. Vui cứ đến ngày mỗi ngày nhỏ nhỏ, như từng cây cờ đỏ mọc trên đời. Vui cứ đến từ bao giờ chẳng rõ, như suối ngầm trong đất chảy trăm nơi. Bỗng hôm nay nghe mùa thu mới gọi, bao nhiêu vui chất chứa bấy nhiêu ngày. Ùa cả dậy vui tan đi trói loài, những trái tim, những ánh mắt bàn tay. Ồ đâu phải quá đêm dài lạnh công, mặt trời lên là hết bóng mùa xuân. Ôi đâu phải qua đoạn đường lửa bóng, cuộc đời ta bỗng chốc hóa thiên đường. Những sắc đẹp đã ứng hương đôi má cồng hoa ta, nay tuổi mới 13, sức đang lớn chưa nở nang, tất cả đã vui rồi, môi đỏ nụ cười hoa. Yêu biết mấy những dòng sông bát ngát, giữa đôi bờ rào rạt lúa ngô. Yêu biết mấy những con đường ca hát, qua công trường mới dừng mái nhà xong. Yêu biết mấy những bước đi gian đừng, của đời ta chập chững buổi đầu tiên. Tập làm chủ, tập làm người xây dựng, dám vươn mình cai quản lại thiên nhiên. Yêu biết mấy những con người đi tới, hai cánh tay như hai cánh bay. Ngực dám đón những phong ba dữ dội, chân đạp bùng không sợ các loài sen. Thơ ta ơi hãy cất cao tiếng hót, ca ngợi trăm lần tổ quốc chúng ta. Mùa thu đó đã bắt đầu trái ngọt và bắt đầu nở rộ những vườn. Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Châu Loan vừa gửi tới các bạn bài thơ Mùa thu mới của nhà thơ Tố Hữu. Cách mạng tháng 8 thành công, Pháp chạy, Nhật hàng,
vua Bảo Đại thoái vị, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ. Các nhà thơ say sưa ca ngợi đất nước bằng tất cả nhiệt huyết, tin yêu. Với nhà thơ Thanh Hải, thời khắc đó mới thực sự có mùa thu. Mùa thu từ năm đó, mùa thu từ bắt đầu, cho năm tháng mai sau, cho những ngày rực rỡ. Mời các bạn nghe bài Mùa thu về ở Huế của nhà thơ Thanh Hải qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Vũ Kim Dung. Còn thơm mùi sen trắng, dấu chân mùa hè đi, phượng hồng còn đỏ nắng. Mùa thu đến rồi sao, mà ta nghe xôn xao trời mây và kỷ niệm. Lần đầu tiên thu đến với dáng một anh hùng, ai về đây trùng trùng ngọ môn cờ lên đỏ. Mùa thu từ năm đó trở thành mùa bắt đầu, cho năm tháng mai sau, cho những ngày rực rỡ. Mùa thu ở Huế mà hồn thu rất trẻ, mà tình thu rất sâu. Những năm tháng xa nhau, trời sang thu lại gặp. Tôi biết anh trong ngục tháng tám lại may cờ. Tôi biết anh Bác Hồ mùa thu anh lại dừng. Có những đêm ra trần tôi nghe một dòng hò, mùa thu em vẫn chờ, lòng em như sông ấy. Những ngày đi chiến dịch 30 năm lại gặp, mùa thu nay lại về, người ở giữ lời thề, người đi tròn hẹn ước. Có ai về thu trước gặp lại buổi ban đầu, chiếc tầm bông phốt nhon. Mùa thu nay lại về, kính chào anh Giải Phóng. Thưa các bạn, trong dòng chảy thời gian, nhiều sự kiện, nhiều nhân vật bị lãng quên. Song có những sự kiện, những nhân vật càng thêm tỏa sáng. Cách mạng tháng 8 năm 1945 tạo nên cơn địa chấn trên toàn thế giới, là sự bùng nổ của ý thức hệ dân tộc, lời khẳng định kiêu hãnh của giá trị làm người. Linh hồn của cuộc cách mạng, người thuyền trưởng chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những tình huống hiểm nghèo, ngàn cân treo sợi tóc, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở bài thơ dài có nhan đề Cách mạng, nhà thơ Chế Lan Viên dành nhiều tâm sức xây dựng hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ đóng vai trò vô cùng quan trọng, mở ra chương mới, ngày mới, dòng mới cho dân tộc. Mời các bạn nghe một đoạn trích từ bài thơ này qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Tuyết. Hồi sinh cho cây trò đại thụ nghìn năm.
tay voi xưa về uống lại bạch đăng. Nay sẽ vạn ngọn che trời làm bước tiến, chỗ ngất trời là chỗ sẽ hành quân. Nay mùa sạp xòe hoa với những gót hồng, mùa vui sao năm lúa chín thơm đồng. Hạt lúa mới gửi người đi tuyến lửa, có câu chèo điệu hát nằm trong. Nay thế giới bình tâm lắng phương đây một tiếng đàn bầu, biết trời Việt Nam chung thủy một màu. Hồn ta đây 4.000 năm thế đây, rót vào lòng càng lắng lại càng sâu. Nay 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 hãy ngoảnh mặt về non cao Bác Bo, nghe Lenin giọng suối đang cười, lắng tiếng suối Bác ngồi viết sử chương mới ngày mai, dòng mới ngày mai. Các bạn vừa nghe trang thơ về mùa thu cách mạng. Thưa các bạn, những chuyến đi dọc dài đất nước luôn đem tới cho người viết nhiều cảm xúc, làm tươi mới tâm hồn và trang viết. Không chỉ là cảnh đẹp núi sông một dải gấm vóc, mà ở mỗi vùng đất ấy còn neo giữ bao câu chuyện của ngày hôm qua, bao chứng tích chiến tranh, máu xương, người nằm xuống. Tham gia hành trình tri ân từ Hà Nội vào Quảng Trị trong những ngày tháng 7 vừa qua, nhà thơ Lê Đức Nghinh, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội, sẽ chia sẻ cùng chúng ta nhiều câu chuyện ý nghĩa về đồng đội, về tình cảm của người đang sống, dành cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Thưa nhà thơ Lê Đức Nghinh, trong dịp 27 tháng 7 vừa qua thì nhà thơ Lê Đức Nghinh có thực hiện một cái cuộc hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ. Những cái điểm đến nào trong hành trình của ông cùng với bạn bè ạ? Phải nói rằng một cái cuộc đi rất là cảm động. Trong vòng có 2 tuần tôi thực hiện 2 chuyến đi Quảng Trị. Thì 2 chuyến là cái hành trình như nhau. Lúc vào Quảng Trị đi theo tuyến đường 1, vào thắp hương chỗ đền thờ ông Hoàng Mười ở Hà Tĩnh, về đèo ngang lên đền thờ bà Chúa Liễu và Vũng Chùa viếng mộ Bác Giáp, cầu cho đất nước thanh bình, quốc thái dân an. Và sau đó là chúng tôi hướng thẳng về khu vực bến Ô Lâu cầu Mỹ Chánh thuộc huyện Hải Lăng, Quảng Trị, cách Huế khoảng 30 km. Nó là một cái tuyến phòng thủ rất là quan trọng, gọi là tuyến phòng thủ Mỹ Chánh. Trong cái mùa hè năm 1972 góp phần bảo vệ và giữ vững thành cổ Quảng Trị được 81 ngày đêm. Vào đến cái phòng tuyến này khi tìm hiểu thì thấy rất nhiều những cái đơn vị đã tham gia chiến đấu ở cái phòng tuyến này. Cũng chưa có một cái đài tưởng niệm nào đối với các anh hùng liệt sĩ ở đây. Ban liên lạc mặt trận hè năm 1972, cái hội cựu chiến binh ở Hà Nội là các anh ấy vào đấy xin đất, thì địa phương đã cấp cho đến 4.118 m² đất phía bắc bờ sông Mỹ Chánh, cái bến Ô Lâu. Khi các anh xin đất xong rồi thì lại không có một nhà đầu tư nào vào xây dựng cái chỗ này. Thế thì có một cái câu lạc bộ Nhân Điện ở Hà Nội xin thực hiện cái dự án, nhưng mà mới làm được cái đài tưởng niệm trên một cái diện tích cỡ khoảng 100 m². Nhưng mà có cái cô Lê Thị Khang, cũng là cựu chiến binh ở cái phường Ngọc Thụy, Gia Lâm, mặc dù rằng gia đình vẫn đang ở một cái nhà rất bình thường, xây dựng suốt từ những cái năm 90, thậm chí sang nhà không thấy có điều hòa nhiệt độ và không có cả cái bình nóng lạnh. Nhưng mà cô ấy đứng lên, cô ấy âm thầm chữa bệnh hơn 6 năm nay miễn phí cho bà con, và cứ âm thầm kêu gọi cái công đức để xây dựng nên cái công trình này. Khi chúng tôi vào đến đấy thì chúng tôi ngạc nhiên là cái công trình lại xây dựng lớn đến như vậy.
2 chuyến đi Quảng Trị trong vòng không đầy 1 tháng. Cái điểm nhấn trong cái chuyến đi đó là công trình tưởng niệm ở bên bến Âu Lâu. Trong cái câu chuyện mà nhà thơ Lê Đức Nghinh vừa kể thì tôi nhớ cái chi tiết rằng là gia đình của cựu chiến binh Lê Thị Khang thì ở trong một căn nhà rất là bình thường, xong đã dành cái phần tiền mà mình có được để góp phần vào xây dựng công trình tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở vùng đất Quảng Trị. Và trong cái dọc dài chặng đường từ Hà Nội vào Quảng Trị cũng như là từ Quảng Trị trở ra, nhà thơ Lê Đức Nghinh cũng thấy rồi đó, rất nhiều nghĩa trang liệt sĩ, những di tích lịch sử, những cái dấu ấn của chiến tranh. Tôi đặc biệt là có một cái ấn tượng là mặc dù là chiến tranh đi qua đã rất xa, nhưng những cái dòng người nườm nượp từ Bắc vào, từ Nam ra và nghe lại những cái lời thuyết minh ở từng cái địa danh một thì nhìn thấy mắt ai cũng ngấn lệ, rất là cảm động. Chúng tôi quay về thành cổ Quảng Trị, viếng các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa Trang Đường 9, ở Nghĩa Trang Trường Sơn và đèo Đá Đẽo, Khe Ve, Cổng Trời, ngã ba Đồng Lộc, viếng các anh hùng liệt sĩ và 10 cô gái hy sinh ở đây, rồi về Chuông Bồn. Tôi thấy đi đến bất cứ một cái địa danh nào cũng cứ thấy những cái dòng người, trẻ có, già có, cựu chiến binh có, và đặc biệt là gần đến cái ngày 27 tháng 7 ấy, ở thành phố Quảng Trị là không còn khách sạn cho mọi người nghỉ nữa. Tràn cả ra tất cả những cái nhà nghỉ. Đấy nó là một cái dấu ấn mà tôi nghĩ rằng chính cái đất nước mình ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Tình cảm này của nhân dân, đặc biệt là cái thế hệ trẻ bây giờ mà còn nhớ được đến thì phải nói là chúng tôi rất cảm động. Cái chi tiết mà ông vừa nói là gần đến ngày 27 tháng 7 thì khách sạn ở Quảng Trị không có chỗ để cho người ở xa đến nghỉ ngơi, phải không ạ? Tôi lại nghĩ thêm một ý nữa. Quảng Trị đã có quá nhiều người nằm xuống và cái nỗi đau của quá khứ nó vẫn chưa liền thịt dạ. Với những cái trải nghiệm từ chuyến đi đó thì người lính trong ông có những cái thao thức và cái người viết trong ông có những cái suy nghĩ như thế nào? Tôi xin đọc một cái bài thơ mà tôi đã thực hiện ngay trong Quảng Trị. Cái bài thơ là Bên Bến Ô Lâu, là tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại cái mặt trận phía Nam Quảng Trị hè năm 1972 này. Gió Tây quạt lửa ù ù, nghe như đất động bom thù vừa rung. Lẫn vào cây cỏ lòng sông, tiếng ai còn thức mãi trong đất dày, chìm bên sóng ẩn dưới mây, tìm về từng giấc ngủ say dở chừng. Hương cong tâm sự ngập ngừng, dày lên dấu tích xé từng vết đau. Mỗi vuông đất nặng tình sâu, lẫn trong cát bụi rủ nhau tìm mình. Âm thầm dưới vạt cỏ xanh, mong manh ngọn gió hay thành mưa xa. Nắng hè ngày ấy chưa xa, lửa bom còn xém thịt ra đời thường. Cây đời xanh tự máu xương, bao năm rồi những vết thương chưa lành. Đi tàn mấy cuộc chiến tranh, bóng mây thoáng ngỡ thấy hình ai qua. Giữa chiều Quảng Trị bỏng ra, bến sông xoáy nước ngày xa xoáy về. Đấy là cái suy nghĩ của tôi và cái cảm nhận của tôi trong mấy cái ngày mà tôi trực tiếp ở cái bến Ô Lâu này. Vâng, xin cảm ơn nhà thơ Lê Đức Nghinh về cuộc trò chuyện này ạ. Tiếng thơ chi âm cùng thính giả. Các bạn thân mến, người xưa có câu chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Rằng giặc bao thế kỷ, những người dân Việt Nam tham gia vào quá trình dựng nước, giữ nước. Lớp này nằm xuống, lại có lớp khác kế thừa, đầy nhẫn nại và lặng lẽ, nhận về mình sự vô danh. Nhân dân là hình tượng trung tâm trong trường ca Mẹ, Đất nước và Lưu dân
của nhà thơ Trúc Phương. Một trường ca lấy cảm hứng từ những bước chân nam tiến của người dân quê, khởi nguồn từ thời Chúa Nguyễn Hoàng. Chúng ta nghe nhà thơ Trúc Phương chia sẻ và đọc một đoạn trích rút từ trường ca này. Cái người Nam Bộ chính là người Việt Nam, đi từ Bắc vào Nam. Cái số phận của dân tộc nó đùa đẩy, rồi nó gặp nhau, mới có cái hình công, cái chữ ếch đó, mới có sự quần tụ của người Kinh, người Khmer, người Hoa và người Chăm. Và những người gặp nhau đây là những cái người lưu dân không, khai phá cái rừng thiên nước độc. Cho nên ở đó là xương, là máu, là lớp lớp những người ngã xuống để tạo ra cái miền đất mà yêu thương, chan hòa tình cảm của các cái dân tộc anh em. Tây lịch bắt đầu bằng con số 1. Trước tây lịch một ngày là con số 0. Con số 0 có hình tròn, giống như mặt trời, mặt trăng, trái đất, là nơi có cuộc ra đi không hẹn ngày về của con số 1. Lịch sử của nhiều dân tộc đều được sinh thành từ con số 0. Phải chăng giống dòng Lạc Việt, Âu Việt đi ra từ con số 0 tiền sinh, con số 0 truyền thuyết, con số 0 được làm ra bởi nhiều đêm trăng tròn, trăng khuyết. Những huyền thuyết lung linh trong lòng, nơi bắt đầu của tình yêu, cốt cách tâm hồn Đại Việt. Mấy ngàn năm lãng đãng mong mênh, trôi cùng cuộc thiên di chập chờn sống chết, quanh theo những đường cong, đường vòng trong trên, sẽ qua núi đá, rừng gai, tiền sông vạt đất, nụ cười dần rơi lại phía sau sương, cho đến khi giật mình trở giấc giữa núi đồi Châu Phong. Chiếc nỏ thần của An Dương Vương bị kẻ thù hay người anh em lấy cắp, Âu Lạc tan chìm, Bách Việt lụng tàn theo. Khi ngũ lĩnh Trường Giang sông Tương vẫn còn kia trong u hoài miên mặt, thời gian biết có còn trong không gian đã mất, hỡi những ngàn năm của tổ tiên Âu Lạc, dòng sông nào dưới chân trong bao cuộc thiên di là dòng sông nước mắt. Mẹ, đất nước và lưu dân là ba cặp phạm trù gắn bó, làm nên dáng vóc hồn cốt dân tộc. Đọc trường ca này của nhà thơ Trúc Phương, nhà thơ Nguyễn Trác sáng tác bài Lưu Dân như một bằng chứng về sự đồng cảm, cộng cảm trong thơ ca. Lưu dân là một cái từ chỉ những người dân của miền Bắc chúng ta đi vào theo các chú Nguyễn để mở đất ngày xưa. Anh Trúc Phương là một nhà văn của Sài Gòn. Anh có hẳn một tập dày khoảng mấy trăm trang viết về đất phương Nam đó, về những người lưu dân đó. Ngày xưa chúng ta hay nhớ đến câu của Hình Văn Nghệ là từ thuở mang gươm đi mở cõi, ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long. Câu thơ của Huỳnh Văn Nghệ rất hay, nhưng Huỳnh Văn Nghệ mới nhắc đến những người lưu dân mang gươm đi. Nhưng tôi nghĩ tất cả những người dân lúc đó họ đã mang theo cả một cái nền văn hóa, kể cả những tâm tình và lịch sử của phương Bắc vào để mở mang bờ cõi phía Nam, chứ không phải chỉ mang gươm. Cho nên sau đó tôi có viết cái bài là Lưu Dân. Từ thuở mang gươm đi mở cõi, ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long. Nhưng nếu chỉ mang gươm làm sao thành đất nước, thành Lý Ngựa Ô, Đờn Cá Tài Tử, thành Bắn Tép, Khăn Rằn, thành ruộng đồng thẳng cánh cò bay. Ở những mùa hoa trái miền Tây, ta là hậu duệ mấy trăm đời của các lưu dân, nghe trong máu còn sôi những bước chân lên rừng xuống biển, thủ mẹ Âu Cơ dựng nghiệp phong trần. Đêm phù Nam dưới sông xấu quẫy, trăng phù Nam lạ lẫm trên đầu. Phù Nam là cái vùng đất nước cổ. Ta còn nghe những tâm hồn xa xứ dưới trăng mờ kể chuyện Mỹ Châu. Ta còn nghe sông Hồng, sông Mã, sông Thao chảy theo máu người khẩn hoang lập ấp. Bóng Trường Sơn chất ngất, bóng Thăng Long rực rỡ hoa đào. Ta còn nghe gió lưu dân thổi mãi trong gió trướng sông Tiền, sông Hậu hôm nay. Trên đốc kiếm Nguyễn Hoàng thủa ấy còn khắc chìm một cánh chim bay. Vừa rồi là phần thơ tác giả tự đọc. Chương trình Tiếng Thơ đêm nay tạm dừng ở đây. Biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật viên Hồng Vân, phát thanh viên Hải Yến. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.